cái chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với livestream trực tiếp của thẩm mỹ quốc tế Bali ạ. Và hiện tại thì tôi đang có mặt tại phòng soi da và vùng khóe miệng và vùng mắt nếp nhăn mắt, vùng chữ T thì là lỗ chân lông của em nó to. Tính chất da của mình ở trên màu son da đúng không? Dầu nhiều. Đặc biệt là rất là nhiều tình trạng đổ mô rất là rõ cái đuôi mắt của mình. Đấy. Khi mà trên da của mình nó xuất hiện đổ mô, đặc biệt là hai cái rãnh cười này, thì sẽ cảm thấy là mình rất là mệt mỏi và đánh dấu tuổi tác. Khi mà mình sử dụng cái công nghệ thơm mát lên thì là da của em nó sẽ phục hồi và nó tăng sinh cái lượng collagen khi mà đã bị mất đi. Đấy. Chị Trang ơi, chị thấy da của mình ở trên máy soi da thì chị thấy như thế nào ạ? Nó có khác với cả ở bên ngoài không, và nó có kinh khủng so với những gì chị tưởng tượng không ạ? Có, mình thấy nhìn trên kia thấy da của mình chắc là phải tầm 40 mấy tuổi rồi. Thực ra thì bạn ấy lão hóa hơi sớm so với tuổi. Tại vì công việc cũng áp lực nên là không hay bị sờ chết, xong hay ngủ muộn nữa. Vâng, đúng rồi ạ. Vậy bác sĩ ơi, cái công nghệ thơm mát mà bác sĩ đưa ra để chuẩn bị làm cho chị Trang ấy thì nó có cái ưu điểm gì so với những cái công nghệ trẻ hóa? Ưu điểm vượt trội của cái thơm mát đó là không xâm lấn, không phẫu thuật. Trong vòng 60 phút mà mình sẽ lấy lại được cái làn da trẻ trung năng động của mình từ trước, và nó sẽ nâng cơ tự nhiên và không phải nghỉ dưỡng, không làm xong em có thể trang điểm make up đi chơi được luôn. Nghĩa là tính chất công việc của chị Trang là làm văn phòng, và hôm nay chị làm thì ngày mai chị có thể đến văn phòng làm được luôn đúng không ạ? Đến được luôn, đấy. Nên là mình không phải nghỉ dưỡng nhiều. Thế thì chắc là bây giờ chúng ta đưa khách lên để chuẩn bị làm luôn nhờ chị nhỉ? Đúng rồi. Dạ vâng, thế thì xin mời các bạn hãy theo chân bác sĩ để lên phòng điều trị làm da cho khách hàng nhé. Vâng, nếu mà có bất cứ một cái thắc mắc gì thì xin mời các bạn hãy đến trực tiếp thẩm mỹ quốc tế Bali.